Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video vlog công nghệ trên kênh YouTube của mình. Và nếu các bạn theo dõi kênh Dương Dê đã lâu rồi, cũng như là nếu mà các bạn là một trong những người mà theo dõi về những sự thăng trầm của làng công nghệ trong khoảng 6-7 năm trở lại đây, thì các bạn có thấy rằng là thời điểm bây giờ chúng ta đang phải mua điện thoại với giá cao hơn ngày xưa hay không ạ? Tất nhiên, điện thoại thì hiển nhiên là sau mỗi năm nó phải có những cái sự thay đổi bắt buộc, ví dụ như là phải có một cái ngoại hình mới hơn, có một màn hình đẹp hơn, có một hiệu năng tốt hơn, camera ngon hơn và pin phải cải thiện hơn. Đấy là những cái điều hiển nhiên phải có rồi. Nhưng bình thường nếu mà mình để ý thì các hãng họ sẽ thường phải làm như này này. Đấy là họ sẽ ra mắt cái sản phẩm năm nay nó sẽ bằng với cả cái giá công bố của điện thoại năm ngoái. Thế xong sau đó thì họ sẽ update lên để cho người dùng được hưởng lợi thêm. Chứ không bây giờ mà các ông lại tăng giá trị thêm, lại tăng tiền lên thì cũng như thế cả, đúng không nào? Thế cũng đâu vào đấy, đúng không? Đấy, vậy nên là mình thấy rằng là bây giờ điện thoại flagship chúng ta đang mua với một mức giá, không phải mỗi flagship đâu, điện thoại giá rẻ chúng ta cũng đang mua với một mức giá nó cao hơn ngày xưa khi mà chúng ta bắt đầu khởi điểm mua cái điện thoại. Mình lấy ví dụ nhé. Ví dụ như với trường hợp của Samsung đi. Đây, ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đấy là có một số những cái tít bài báo mà mình search lại này. Ví dụ như Samsung Galaxy S7, S7S ngày xưa các bạn biết là ra mắt ở Việt Nam giá bao nhiêu không? Là 15,9 triệu đồng. 15,9 triệu đồng, đấy là giá khởi điểm đấy nhá. Thế xong sau này trừ quà các thứ đi, nó chỉ còn khoảng 11, 12 triệu thôi, nó rất là rẻ. Như bây giờ các bạn thấy đấy, một cái Galaxy S21 Ultra đi, chúng ta trừ quà đi cũng phải 25 triệu. S21 Plus thì trừ quà đi cũng phải 20 triệu. Còn S21 thường thì các bạn vào thế giới di động thì cũng chả được trừ quà gì, nó phải 18-19 triệu rồi. Galaxy S9, S9 Plus ra mắt thì mức giá khởi điểm của nó là khoảng 19 triệu 990 nghìn đồng, coi như là 20 triệu đi. Nhưng hãy chú ý rằng S9 ngày xưa vẫn là màn hình 2K rồi, vẫn có rất nhiều những yếu tố mà hoành tráng. Chứ không như bây giờ, ví dụ như là bây giờ nha, ra mắt cái con Galaxy S21 đúng không? Nhưng bản chất S21 là cái điện thoại mà nó bị cắt giảm đi khá nhiều và nó là cái điện thoại gọi là cúi bắp nhất của Samsung. Và đó mình có thể coi là điện thoại chim mồi để mà đưa ra để làm sao định giá để chúng ta cảm thấy rằng là giá nó không bị cao lên. Nhưng bản chất là những cái điện thoại khác nó đã bị đội cao lên rất nhiều rồi. Hay ví dụ như là S9 Plus này, các bạn nhìn này, ngày xưa ra mắt đây nhá là 24 triệu 990, nhưng hãy chú ý rằng đây là mức giá chưa trừ qua. Còn bây giờ cái phiên bản cao nhất của Samsung Galaxy S21 Ultra bây giờ các bạn nghĩ là bao nhiêu? Là 30 mấy triệu đấy, không ít đâu, 30 mấy triệu đấy. Galaxy S8 ra mắt ở Việt Nam với mức giá là khoảng 18,4 triệu đồng, 18,49, coi như 18 triệu rưỡi đi. Và S8 cộng thì là 20 triệu rưỡi. Ô, khá ổn đấy chứ. Đấy, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì cao nhất thì toàn 30 triệu hết. Ngày xưa mức giá này là mức giá chưa trừ quà đâu nhé các bạn nhé. Và mình chụp ảnh này là đến từ những cái hệ thống cửa hàng như là FPT Shop ở thế giới động đi nhá. Rồi, S6, S6X ra mắt mới chỉ có tầm khoảng 16,6 triệu cho đến 19 triệu thôi, trừ quà đi thì nó còn rẻ nữa. Đấy, hay là S10, S10 cộng thì ra mắt ở Việt Nam với mức giá là khoảng 20,99 triệu, nghĩa là 21 triệu cho đến 23 triệu. Ô, cũng hợp lý, làm gì đến 30 triệu bây giờ. Hay là con S10e, như ví dụ con S10e này, họ biết là đây là cái con mà gọi là kém nhất trong cái bộ 3S10 thì họ để hẳn xuống còn 16 triệu thôi. Nhưng những năm trở đây thì kể cả con kém nhất họ cũng phải để gần 20 triệu. Đúng nào? Hay nếu các bạn để ý này, Xiaomi từ ngày xưa, cái con Xiaomi Mi 8 ấy, chúng ta mua thời điểm mà nó, không nói thời điểm đầu về nhé, chúng ta nói thời điểm nó ổn định giá, nó lăng quanh tầm 8 triệu. Nhưng bắt đầu đến Mi 9 phát là nếu mà ổn định giá chúng ta phải mua mức giá khoảng 10 triệu. Đấy, không nói đến trường hợp là những sau này xả hàng các thứ, không nói. Đấy, xả hàng thậm chí Mi 8 nó còn 5 triệu cơ. Còn Mi 9 thì nó tầm khoảng 8 triệu. Nhưng thôi không nói xả hàng, nói thời điểm ổn định giá. Đấy, còn Mi 10 thì các bạn thấy rồi đấy, nó rất là cao. Mi 10 phải lên đến tầm khoảng 12-13 triệu. Mi 10 Pro thì còn cao hơn nữa. Hay là Mi 11 bây giờ cũng đang quanh tầm khoảng 16-20 triệu rồi, tùy theo phiên bản của các bạn lựa chọn. Các bạn có thích Lejeune không? Lejeune thì 20 triệu. Còn không thích Lejeune đúng không? Thì là 16 triệu. Đấy. Bây giờ rất nhiều điện thoại là chúng ta đang mua với một mức giá không hề rẻ nếu mà so với tham chiếu của những năm gần đây. Thế thì lý do đây là gì? Lý do đây thứ nhất đó là đồng tiền đã tụt giá hơn rồi, rõ ràng rồi. Với cái đây khoảng 4-5 năm thì ví dụ như là 15 triệu thời đó thì nó phải bằng cả vài chục triệu bây giờ. Đấy, kiểu kiểu như thế. Tất nhiên mình không cần phải tính toán chi li đắn đo ra là nó bằng bao nhiêu, nhưng mà cho cái đại loại chúng ta hiểu là đồng tiền đã tụt giá hơn rồi. Rồi là tỷ giá đô la nó cũng tăng hơn so với ngày xưa chứ, đúng nào? Đấy. Hay là ngày xưa các hãng có rất ít flagship và
khi mà họ đã ra mắt flagship rồi thì họ thường là chỉ có những con ngon và ngon hơn nữa, nghĩa là chỉ có ngon và ngon hơn nữa, chứ không như bây giờ họ ra mắt một con ngon rồi xong hai con còn lại thì là không ngon bằng. Đấy, các bạn hình dung được không? Ví dụ nhá, con S21 Ultra này, ví dụ như đây, nói đâu ra, ví dụ trường hợp ngày xưa là S8, S8 Plus đều là màn hình 2K cả. Thế tại sao bây giờ cái ông S21 Plus đi ông lại xuống màn hình có Full HD cậu? Tại sao lại như thế? Đúng không? Bởi vì bản chất ý, là họ chỉ có tập trung với con này là con flagship này, con S21 Ultra này, còn hai con kia chỉ là hai cái con chim mồi để họ cho người dùng tưởng tượng ở trong đầu ra là giá nó rẻ. Đấy, nhưng mà thực chất là đáng lẽ ra là con này mới phải là cái con mà có mức giá giống như ngày xưa mà họ để. Mình đang phân tích rất là chuẩn đấy nhá. Rồi tiếp tục nữa nào. Giá linh kiện các cái sản phẩm này nó cũng sẽ tăng lên. Ví dụ chip Snapdragon 888 năm nay cao hơn rất nhiều, cao hơn khoảng 40% so với cả chip Snapdragon 865 hay 865 Plus ngày xưa. Và rất nhiều hãng đang kêu ca về việc là chip đắt quá, chip Snapdragon 888 đắt quá. Thế nhưng mà không lý do gì mà chip Exynos 2100 nó cũng phải đắt theo, bởi vì rất đơn giản thôi. Đấy là định giá sản phẩm là phải dựa trên sản phẩm chứ không phải dựa trên con chip. Nếu không như thế thì người dùng người ta sẽ thấy là có một sự phân biệt. Các cái chi phí của các hãng bây giờ nó cũng tăng dần lên. Ví dụ nhá, lương của nhân viên cũng phải tăng lên chứ, đúng nào. Làm sao có chuyện ông trả lương cho nhân viên năm nay là 6 triệu, năm sau vẫn trả 6 triệu được. Ông phải trả 6 triệu rưỡi chứ, đúng nào. Đấy, chi phí vận chuyển cũng sẽ tăng lên, rồi là mặt bằng cũng tăng lên. Ở đây mình không nói là tiền lương để sản xuất ra cái điện thoại này của các công nhân Samsung hay là công nhân Xiaomi đâu nhá, mà thêm nữa là cái tiền lương của các cái cửa hàng họ trả cho nhân viên cũng phải cao lên này. Rồi là cái chi phí vận chuyển cũng cao lên, mặt bằng họ thuê cũng phải cao lên, nghĩa là rất nhiều những cái chi phí đó cộng thêm với việc là chi phí quảng cáo bây giờ cũng tăng lên nữa. Bởi vì các bạn thấy là ngày xưa không nhiều điện thoại, nên là cứ khi nào điện thoại nào ra mắt thì có thể cũng chả cần quảng cáo được, người ta cứ đến người ta ấy thôi. Nhưng bây giờ phải nói là một năm phải giao để vô vàn điện thoại, nên là để điện thoại của mình nổi bật lên thì các hãng phải đầu tư chi mạnh cho quảng cáo hơn, và chi phí đó sẽ tính vào luôn giá bán của sản phẩm. Mất sự cạnh tranh của Huawei. Các bạn cứ tưởng tượng là nếu bây giờ còn Huawei thì chắc chắn Samsung và Apple không thể nào mà định giá sản phẩm cao như bây giờ được. Tiếp tục nữa đó là cái ông Apple ông định giá cao thì ông Samsung ông cũng định giá cao luôn. Đấy. Còn tất nhiên khi các bạn mua hàng tại các cửa hàng thì sau khi trừ đi quà của Samsung thì giá nó sẽ không cao như thế. Đấy, nhưng rõ ràng là cái cách định giá sản phẩm toàn nghìn đô bây giờ của các hãng khi mà mới ra mắt, thậm chí là lên đến nghìn mấy trăm đô, nghìn ba trăm đô, thì đấy là một cách định giá mình nghĩ là nó tương đối là nhảy vọt. Đấy, và người chúng ta phải chịu cái điều đó. Rồi tiếp tục nữa nào, giá điện thoại cao bây giờ một phần cũng do Covid-19. Covid-19 khiến cho các nhà máy sản xuất điện thoại sẽ đóng cửa một phần. Và điều đó khi mà các bạn cứ tưởng tượng là với cùng một cái dây chuyền sản xuất như này, chúng ta sản xuất ít điện thoại hơn thì chi phí khấu hao trên từng sản phẩm điện thoại nó sẽ tăng lên, đúng không nào? Đấy. Vậy nên là cái việc Covid cũng sẽ ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm, nó sẽ bị đội lên. Rồi, tiếp tục nữa. Ngày xưa các hãng điện thoại mới nổi, mới xâm nhập vào thị trường, ví dụ như là Xiaomi chẳng hạn, thì họ phải bán phá giá và bán với một cái lãi rất là mỏng để mà có thể có cửa cạnh tranh ở Samsung và Apple, chủ yếu là sẽ cạnh tranh về giá. Tuy nhiên bây giờ khi mà họ đã định hình được thương hiệu rồi thì bắt buộc họ phải tăng giá lên thì mới có lãi, thì mới có thể sống được. Chứ bây giờ mà vẫn để giá như ngày xưa nữa thì Xiaomi họ sống kiểu gì? Cũng giống như trường hợp ngày xưa chúng ta đi Grab ý. Mình nói luôn là ngày xưa chúng ta đi Grab giá rẻ lắm, nhưng bây giờ chắc chắn là những bạn nào mà đang đi Grab như mình đây, các bạn cảm thấy rằng là đi Grab bây giờ nó đã đắt hơn rồi. Và thậm chí nhá, chia sẻ thật, đấy là mình đặt Grab của một anh taxi mình gọi ở trên mạng đi đến sân bay Nội Bài, thậm chí còn rẻ hơn là mình bắt Grab để đi lên sân bay Nội Bài. Bây giờ từ chỗ mình bắt lên sân bay Nội Bài họ sẽ tính là khoảng Grab là khoảng 3.6. Đấy, nhưng mà mình đi taxi truyền thống thì hết có 2.8 thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nên là ngày xưa thì họ phá giá, nhưng bây giờ là không thể phá giá được nữa rồi. Bây giờ phải như thế thì mới có lãi được. Và tiếp theo nữa đó là điện thoại bây giờ, đặc biệt là điện thoại tàu, thì toàn nhập những linh kiện ngon thôi, nên là bây giờ giá nó sẽ cao hơn. Ví dụ nhá, màn hình bây giờ của ông Mi 11 này, ông cũng đã làm màn hình 2K, tần số quét là 120Hz, rồi là độ sáng 1500 nit, thế này nọ. Camera cũng là loại xịn ông ấy nhập về. Đấy, chip thì là chip của Mỹ, 888 chip mạnh nhất thế giới bây giờ rồi, của trong Android rồi, v.v. Nghĩa là toàn đầu tư linh kiện xịn về. Và thêm nữa đó là điện thoại tàu bây giờ cũng đã đầu tư chất xám khá nhiều, chứ không giống như ngày xưa ông Xiaomi toàn đi ăn trộm của iPhone thôi. Đấy, nhưng bây giờ thì thôi cũng không ăn trộm nhiều nữa đâu. Đấy, đầu tư chất xám nhiều hơn rồi, và chắc chắn rằng
là giá nó sẽ phải cao hơn. Đấy, đấy là nguyên nhân giải thích cho việc vì sao. Bây giờ nếu các bạn để ý thì chúng ta đang mua điện thoại với mức giá cao hơn ngày xưa, đặc biệt là đối với flagship. Tuy nhiên đối với điện thoại giá rẻ thì mình thấy là cũng cải tiến hơn khá nhiều. Nhưng hãy chú ý rằng, ví dụ như ngày xưa nhá, cũng với một tầm giá giá rẻ đi, chúng ta có thể mua được một con Redmi Note 8 Pro với một cấu hình rất là ngon. Nhưng sau này để mua được một con Redmi Note 9S thì cấu hình lại không bằng con Redmi Note 8 Pro nữa. Đúng nào, các bạn có để ý không? Đấy, hay là với điện thoại giá rẻ cũng thế. Có những cái trường hợp mà thậm chí là mình cảm thấy đáng tiếc. Đấy, ví dụ như coi cái con Realme Q2i hay Realme V3 nó phải cắt giảm đi việc là không có camera góc rộng hay là màn hình chỉ là HD cộng thôi để nó có được một hiệu năng tốt. Đấy, kiểu như vậy. Vậy là bây giờ không phải là điện thoại giá rẻ nào nó cũng khiến chúng ta phải wow lên nữa rồi. Rồi, các bạn cảm thấy sao về việc là bây giờ chúng ta đã mua điện thoại với một mức giá mà nó cũng hơi buồn nhỉ? Ngày xưa chúng ta luôn luôn tự hào rằng là ở Việt Nam mua điện thoại sướng lắm, toàn giá rẻ thôi. Nhưng giờ cũng không phải là quá rẻ lắm đâu. Anh em cảm thấy sao hãy để lại comment nhé. Và hiện tại thì Clickbuy đang có cái chương trình đón xuân sang, rước lộc vàng, chào xuân tân sửu. Đấy, chương trình nghe hoành tráng quá. Thì đại loại là như này, nghĩa là khi các bạn đến Clickbuy mua hàng thì các bạn sẽ có cái cơ hội trúng thăm, bốc thăm. Đấy, thì các bạn sẽ có những cơ hội, ví dụ như là 10 giải nhất thì sẽ là một chỉ vàng 4 số 9. Đấy, nhưng mà chỉ có 10 giải thôi nên mình nghĩ là cái xác suất các bạn trúng này là rất là thấp. Đấy, nói luôn là rất là thấp. Không biết là có cơ cấu gì cho người nhà hay không. Đấy, nhưng mà tiếp tục nữa là các bạn sẽ có 100 suất lì xì 1 triệu đồng. Thì cái này là xác suất sẽ cao hơn khá nhiều này. Nếu mà bạn càng mua sớm thì sẽ càng còn cái suất này. Và cũng nói luôn, đấy là một người bạn của mình đến đấy thì đã bốc thăm lì xì. Thì bạn ấy được cái lì xì 500.000, không được 1 triệu nhưng được 500.000. Đấy, thì cái lì xì 500.000 thì họ sẽ có 1.000 bao lì xì có giá trị từ 50 đến 500.000. Và thêm nữa đó là họ sẽ có 1.000 suất quà Tết. Ví dụ như là các bạn bốc được thùng Heineken hay bốc được thùng nước ngọt hay bốc được giỏ quà Tết các thứ thì chúng ta cũng sẽ được thôi. Đấy, và ngoài ra nữa thì họ cũng đang có rất nhiều những chương trình giảm giá về iPhone cũng như là Android. Đấy, iPhone thì họ bán từ iPhone 1 series, iPhone 12 series, có cả lock, có cả không lock các thứ này. Đấy, rồi là dưới thì cũng có 7, 8 rồi XS Max các thứ đều có hết. Samsung thì gần như là cũng đủ khá nhiều mã đấy. Đấy, các bạn có thể tham khảo qua tại Clickbuy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.